Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Trong clip này thì Thành sẽ giới thiệu cho anh em một cái con máy đo khoảng cách dùng tia laser của Boss nữa. Đó là con GLM40. Đây là một con mà Thành thấy cái giá trị sử dụng so với giá thành của nó rất là tốt. Tại vì nó có khá là nhiều tính năng, có thể giúp cho anh em đo diện tích, thể tích, đo liên tục, đo khoảng cách đó. Và mức giá của nó thì chỉ hơn con GLM30 một tí xíu thôi, hơn có 200 ngàn thôi. Con kia thì 1 triệu 6 mấy chục, còn con này thì 1 triệu 8 mấy chục. Đó, mức giá rất là ok. Chi tiết như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi xem tiếp nhé. Khi anh em mua con máy này về thì nó sẽ nằm trong một cái hộp như thế này. Anh em mở ra thì nó sẽ có những gì ở trong nè. Thứ nhất chúng ta sẽ có một cặp pin đó, một cặp pin loại 3A đó, để mà chúng ta lắp vô đằng sau máy để xài. Rồi chúng ta có một cái túi nhỏ nhỏ để anh em có thể bỏ máy vào, anh em đeo ở thắt lưng đó. Và chúng ta cũng sẽ có những cái giấy tờ. Những cái máy này thì thường là nó có nhiều tính năng, cho nên là anh em hãy chịu khó mua về thì chúng ta đọc những cái sách hướng dẫn này kỹ chút xíu để chúng ta hiểu rõ máy và chúng ta tận dụng được hết tất cả những cái chức năng của máy ha. Về xuất xứ, đây là một con máy chính hãng của Boss và được sản xuất tại Malaysia. Khi mua máy, anh em sẽ được bảo hành chính hãng 6 tháng. Và anh em nhớ kiểm tra tem chống giàn giả ở trên thân máy, có nơi để anh em cào số seri kích hoạt bảo hành. Anh em cũng nhớ hãy mua những địa chỉ uy tín để không mua lầm hàng giả hàng nhái và được hưởng đầy đủ chính sách của hãng. Một trong những địa chỉ đó là Kết Nối Tiêu Dùng. Máy được thiết kế khá là gọn gàng và máy nặng chỉ đâu đó tầm khoảng 90g nếu chưa tính pin nha anh em. Và xung quanh máy cũng được bọc cao su tăng độ bền cho máy nè. Và cầm thì cũng rất là dễ chịu ha, gọn gàng. Về cấu tạo thì ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái màn hình. Xuống dưới thì chúng ta có 5 cái nút bấm. Và màn hình này là màn hình đen trắng, khi bấm thì nó sẽ sáng lên. Ở đằng sau thì chúng ta có cái nắp để mà lắp pin. Đó, anh em lắp hai viên pin vào đây đó. Ở trên thì chúng ta có mắt laser. Về cách hoạt động thì anh em có thể bật máy bằng một trong cái hai nút màu đỏ này đều được. Đó, anh em bật lên. Chúng ta sẽ chọn cái function, tức là chức năng đo. Thì máy có những chức năng đo là đo khoảng cách nè, đo liên tiếp nè, đo diện tích, đo thể tích và đo khoảng cách gián tiếp. Đo khoảng cách thì đó, anh em bấm đo thì nó sẽ đo. Còn anh em chuyển qua đo liên tục thì khi anh em bấm đo, anh em di chuyển thì cái kết quả nó sẽ di chuyển. Anh em chỉ tới đâu thì kết quả nó sẽ di chuyển tới đó. Chuyển qua đo diện tích thì anh em sẽ đo hai cạnh của mặt sàn chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ nhân ra mét vuông cho anh em ha. Chuyển qua chức năng đo thể tích thì anh em đo ba cạnh. Đó, thì nó sẽ nhân ra thể tích cho anh em. Thể tích này là hình hộp nha anh em, các góc thì phải là góc vuông hết. Tiếp theo là chức năng đo gián tiếp thì anh em có thể đo chiều cao gián tiếp được bằng cách là anh em sẽ đo hai góc của nó, hai góc vuông. Đó, anh em nhìn cái hình nè, nó đang nháy nháy ở cạnh dưới thì ví dụ ở đây anh em đo cái cạnh dưới trước. Sau đó anh em đo cái cạnh xiên. Đó thì nó sẽ tính ra cái chiều cao cho anh em. Ở tính năng đo khoảng cách thì anh em có thể cộng hoặc là trừ các cái đáp án với nhau. Ví dụ như là anh em đo một cạnh nè, rồi anh em muốn cộng tiếp, anh em đo cạnh tiếp theo. Cái này để tính, ví dụ như là anh em tính tổng chiều dài hoặc là chu vi chẳng hạn. Đó, đó là ra tổng nè anh em. Đó, rồi anh em có thể cộng tiếp nè. Đó, là nó sẽ ra tổng cho anh em. Anh em muốn cộng tiếp thì anh em cứ bấm nút cộng. Hoặc là anh em có thể trừ đi. Bây giờ anh em trừ đi nè. Đó, đại loại là vậy đó. Nếu như anh em muốn thay đổi đơn vị đo của máy thì khi máy đang tắt, anh em đè nút C. Đó, máy nó sẽ nhảy lên cho anh em đổi giữa mét và feet. Anh em buông tay ra ở chỗ nào thì nó sẽ giữ ở chỗ đó. Còn nếu như anh em muốn tắt tiếng của máy đi thì anh em sẽ đè nút đo. Đó, nó sẽ hiện lên sound on off. Máy này có biên độ đo từ 0.15 tới 40m, sai số rất nhỏ, chỉ tầm 2mm mà thôi. Máy có cấp độ bảo vệ IP54, bảo vệ khỏi bụi và tia nước.
Máy cũng sử dụng tia laser cấp độ 2, loại laser là 635 nanomet và có cường độ nhỏ hơn 1mW. Nếu như anh em cần một cái máy đo đơn giản, dễ dùng, đo được tới 40m và có những cái chức năng đo mà như nãy Thành đã liệt kê, thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn con này. Con này thì build rất là tốt và độ bền chắc chắn sẽ rất là tốt luôn. Nếu anh em quan tâm và muốn xem cái máy này, anh em có thể tới trực tiếp 106 Tái Thiết, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là anh em có thể đặt mua luôn cái máy này bằng cách để lại số điện thoại ở bên dưới phần nhận xét. Hoặc là anh em truy cập vào website kếtnối tiêu dùng.vn để đặt mua online ha. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì 100% là chính hãng, cho nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like cũng như bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của Kết Nối Tiêu Dùng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.